Đây nè mấy bạn, đường Nguyễn Thị Minh Khai nè. Mưa đây rất là lớn. Trời mưa rất là lớn luôn. Đó các bạn thấy không? Đó, cái này là phía bên công viên gì nè. Người ta đang nè. Trời ơi mưa. Chủ ơi. Ở dưới kia là phía dưới kia hả là nó kẹt cứng hết rồi. Nước ngập ghê lắm. Giờ chạy vòng vòng vậy á. Đây là ngay chỗ trên Độc Lập nha các bạn. Đó, thấy ghê chưa? Đó. Nước ngập hết chân rồi. Rồi, rồi, rồi. Đó. Như vậy là còn đỡ đó. Đó, xe chạy nè. Hôm nay quần đùi ép tổ ong. Ở bên kia bị đổ cây rồi nè, đó, đó các bạn thấy không? To quá. Tại giờ đang đứng ngay chỗ Chanel. Trời xe rồi. Đường này là còn đỡ đó nha. Như mấy cái đường mà ở ngay chỗ đường Baxter hay là đường Lê Lợi là thua rồi đó. Đi hả là mấy xe nhỏ là dính hết. Ây. Đây mưa nè. Mưa rất là lớn. Trời, trời, nhìn nè. Trời ơi. Hả? Mày đi đón người yêu về. Lội sông, lội biển. Ngập quá. Nãy ngay chỗ gần nhà mình á cây đổ bộ. Vậy hả? À. Thấy không gió thổi rồi này đó. Thôi mình đi cái nha. Ok anh ta mới vậy.